Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay thì thứ hai đầu tuần, bên em cũng lên nhanh một cái video để giới thiệu cũng như là báo giá những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em nha. Đầu tiên em xin được phép nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em để cho những khách hàng mới xem video cũng có thể biết thêm được cái hình thức mua bán nha. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube bên em thì để tên là Di động Thành Phú nha. Quý khách hàng có thể gõ số điện thoại của em hoặc có thể là gõ chữ Di động Thành Phú để xem được những cái video cũng như là những chương trình giới thiệu bên cửa hàng bên em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy. Bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển. Và ở đây thì tất cả các đơn hàng áp dụng cho những khách hàng mà mới mua lần đầu thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000, 100.000. Em nhận cọc là để tránh những cái trường hợp như là bom hàng từ một số cửa hàng cạnh tranh cũng như là một số khách hàng mà đặt hàng xong là cố tình không nhận nha mọi người. Cho nên em sẽ nhận cọc trước là 50.000 hoặc 100.000. Tiền cọc thì em sẽ trừ vào trong tiền máy nha. Vậy rồi, mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Đầu tiên ở đây thì bên em đã về được cái hàng SE2 rồi nha mọi người nha. Đây là iPhone SE2. SE 2020 á mọi người, tức là SE 2020 ấy. Những dòng này là nó là iPhone 11 thu nhỏ ấy. Đợt vừa rồi thì em hết hàng cái dòng này, nói chung là đợt vừa rồi thì hết hàng, đợt này thì em về được hai mã màu. Đó là mã màu đen và mã màu đỏ nha. Tình trạng máy ở đây thì em sẽ đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 98%, chứ nếu mà đánh 99 thì có nhiều khách hàng sẽ soi những cái điểm trầy xước á thì mất công lại nói là tại sao lại có trầy xước mà đánh 99. Đấy. Hay này nó vẫn sẽ có trầy xước, nhưng mà mình soi dưới ánh đèn thì mình sẽ thấy nó có trầy xước nhẹ nhẹ một tí ha. Đấy. Nhưng mà mình soi kỹ dưới ánh đèn á thì mình sẽ thấy được. Ở đây thì tất cả nó đều là bản 64GB nha mọi người nha, iPhone SE2 bản 64GB. Ở đây em sẽ bao cho quý khách hàng đó là men zin mà zin hết. Nói chung là những con máy này là máy quốc tế chuẩn luôn, zin nguyên nha mọi người nha. Pin thì em sẽ bao tất cả là trên 80%, tức là pin này là pin zin theo máy nha, vân tay vân đồ là đầy đủ nha. Nói chung máy em sẽ bao là full chức năng luôn ấy. Đấy. Màn hình thì là tua tông đầy đủ này. Đấy. Nói chung máy em sẽ bao là nguyên zin thì nói chung là mình cứ thoải mái ha. SE2 thì mình nhìn về bên ngoài ấy, thì nó cấu kích thước của nó giống như một cái iPhone 7, iPhone 8 thôi. Đấy. iPhone 6, 7, 8 ấy, nó chỉ bằng như vậy thôi, nhưng mà về cái cấu trúc bên trong, tức là cái chức năng và cái cấu hình bên trong thì nó ngang ngửa iPhone 11 Pro Max nha. Đấy. Ở đây thì em sẽ về được hai mã, mã Mỹ và mã Nhật, nhưng mà thực chất thì ở đây mã nào bên em cũng bán đồng giá cả, tại vì chức năng và cấu hình của nó thì là như nhau, nó không khác gì nhau cả. Đấy. Thì cho nên là ở đây thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho mọi người là một đổi một trong vòng 3 tháng, thì bản nào cũng như vậy, cho nên là em sẽ bán em không phân biệt mã đâu, tại vì mã nào nó cũng một chức năng, là nó không có cái mã nào mà nó bị giới hạn gì đâu mọi người. Đấy. Cho nên là ở đây em bán ra với mức giá sẽ là 3 triệu 200 ngàn nha. Đây là iPhone SE 2020 thì với mức giá 3 triệu 200 á, thì mình sẽ có được thêm đó là một bộ sạc cáp nè, một chiếc ốp lưng và một cường lực nữa nha. Những con này về làm một con máy chính thì khá là ok, tại vì dòng này thì nó đã sử dụng được hai sim rồi, một e sim và một micro sim nha mọi người nha. iPhone SE2 thì nó là cấu hình khá là cao, camera cũng rất là nét nha. Đấy. Có màu đỏ này cũng như là màu đen thì bên em đồng giá ha, với mức giá sẽ là 3 triệu 200 ngàn nha. Tính ra là nó rẻ hơn cái lô trước thì tới là 100 ngàn luôn quý khách hàng nha. Lô trước là đến 3 triệu 3. Đấy. Rất là đẹp nha, theo đánh giá của em thì cái lô này nó cũng rất là đẹp, nó không có thua kém gì các lô trước đâu mọi người, tại vì SE2 bên em về là đa số nó sẽ là hàng 98 đến 9 hết, chứ không thể nào mà về cái hàng xấu. Tại vì những cái hàng xấu, những cái hàng xước mà cứng góc này kia nọ thì bên em không có làm những cái hàng đấy. Nói chung là những cái đời máy đời cao trở lên á thì những cái hàng cứng góc ở bên em không có làm đâu. Đấy. Thì ngoài SE2 thì iPhone X thì bên em vẫn về tiếp được nha mọi người nha. X thì vẫn về với mức giá bản màu đen, thì với mức giá sẽ là 4 triệu 3 cho máy trần, thì nó cũng bằng với mức giá đợt vừa rồi thôi, nó cũng là 4 triệu 3 cho iPhone X. Đấy. iPhone X thì là nó là bản 64GB nha. Nếu như quý khách hàng lấy thêm phụ kiện như là một chiếc ốp lưng nè, một bộ sạc cáp và một cường lực thì hỗ trợ giúp em là chỉ có 100 ngàn thôi. Nói chung là phụ kiện của iPhone X ở đây em hỗ trợ chỉ có 100 ngàn thôi nha. Đấy. Máy thì là ở đây em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin hết, máy zin đẹp hết nha mọi người nha. iPhone X 64GB. iPhone X thì sử dụng là một sim nha. Đấy. Bản 64GB, nói chung là máy zin đẹp hết iPhone X nha. Với mức giá chỉ có 4 triệu 3, nếu như mình lấy đầy đủ phụ kiện thì cho nó là 4 triệu 4.
44,4 tính ra nó mới có bằng một cái iPhone 8 Plus thôi. Đúng. Giá của nó mới bằng một cây 8 Plus thôi, tức là cái mức giá thì nó quá rẻ rồi nha quý khách hàng nha. Những con này về là chức năng thì khỏi chê rồi, iPhone X thì mọi người cũng đã biết rồi ha. Đấy, iPhone X nha, 4.300.000. Tiếp đến sẽ là hàng XR. XR thì bên em về thêm được một lô nữa. Nói chung XR bên em đợt này cũng đủ mã màu cho mọi người luôn, màu trắng, màu đen cũng như màu đỏ. XR thì cách đây là nó hết hàng được khoảng tầm 3 ngày vừa rồi, nhưng mà đợt này thì nó đã về thêm rồi nha mọi người nha. Nó sẽ có bảng màu trắng, màu đen và màu đỏ nha. Máy thì em vẫn sẽ bao là máy nguyên xinh đẹp hết. Tình trạng máy thì em sẽ đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 98%, 98% và máy nguyên xinh đẹp nha. XR thì nó vẫn sử dụng cho mình là hai SIM nha. Đấy, iPhone XR. XR thì nó to hơn cái X một xí ha. Đấy. Về kích thước thì mình sẽ thấy nó to hơn cái X một xíu. Chức năng của nó cũng tốt hơn, nó sử dụng được hai SIM. Cấu hình của nó thì cao hơn nha. Với giá sẽ là 4 triệu 9 nha. 4 triệu 95 ngàn cho iPhone XR nha mọi người nha. Thì cũng là những cái dòng iPhone giá rẻ thì như em cũng giới thiệu với nãy thì 8 hàng 8 Plus 256GB, 8 Plus 256GB của em nó chỉ mức giá là 4 triệu 3 thôi, máy xinh đẹp keng gần như là 99 luôn nha mọi người nha. Đấy, iPhone 8 Plus nha, bản 256GB. Hàng này thì vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nha, nhưng mà 8 Plus thì mình đã từng thay pin đấy, mình từng được thay pin hết nha. Một đổi một trong vòng 3 tháng cho quý khách hàng cứ yên tâm mà sử dụng nha. Nói chung là tất cả những cái mặt hàng bên em trừ những cái mặt hàng thanh lý á, tức là ví dụ như con máy đó mà nó rơi vào khoảng tầm 5-7 triệu gì đó đi, nhưng mà em lại thanh lý ra với mức giá chỉ có 200-300 ngàn, 400-500 ngàn ví dụ là như vậy á, thì những con đó thì nó mới không có chế độ bảo hành một đổi một thôi, tại vì nó là hàng thay sửa, chắc chắn nó sẽ là hàng thay sửa 100%. Còn những cái con mà ở đây mà em báo là men zin màn zin á thì gọi là thoải mái luôn, một đổi một trong vòng 3 tháng vô tư nha mọi người nha. Đi. Cũng là một cái dòng máy nữa thì dòng Realme, thì như cái này nhưng mà quý khách hàng xem video của em ngày hôm qua thì sẽ thấy được cái chương trình giới thiệu của nó của em, đó là Realme V30. Sáng ngày hôm nay em về thêm được một ít nữa nha mọi người nha. Sáng nay nó về được thêm được 30 máy Realme V30. V30 thì cái hàng này gọi là hàng quốc dân bên em rồi. Đấy. Đầu tiên sẽ có một cái ốp lưng chống ngã màu nha mọi người nha, một ốp lưng chống ngã màu, một que lấy sim nè. Dòng V30 này thì em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng. Đấy, và chế độ bảo hành một đổi một vẫn sẽ là một đổi một 3 tháng cho mọi người luôn nha. Phần mềm thì đặc biệt sẽ bảo hành là trọn đời máy. Realme V30 ở đây em sẽ có bảng màu vàng nè. Đấy. Bảng màu vàng và bảng màu đen. Đây, tức là hàng full box hết nha mọi người nha. Nguyên hộp sạc cáp đầy đủ nha. Đấy. Realme V30 nha. Những dòng này màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5.1 inch và thông số kỹ thuật của nó thì sẽ là RAM 4 cộng 4 và bộ nhớ sẽ là 128GB, thì tương đương cho nó khoảng tầm cộng cái RAM ảo thì nó lên khoảng tầm 8 trên 128 nha. Tính ra là cấu hình cũng khá là cao. Còn về cái thiết kế của cái dòng Realme thì em rất là thích, ở cái thiết kế của nó rất là đẹp nha. Cạnh vuông. Nói chung là thiết kế vuông là cái thiết kế thời thượng bây giờ rồi. Đấy, thiết kế vuông nè. Cường lực thì bên em cũng đã dán sẵn rồi, nhưng mà thực chất là bên em dán nó không được đẹp đâu, cho nên về nếu như quý khách hàng thấy không được đẹp, mình có thể thấy thầy trầy xước á, mình có thể bóc ra mình kiểm tra và mình dán lại giúp em nha. Khung camera chỉ làm đánh trong một cái khung camera rất là to ha. Đấy. Camera con này cũng khá là rõ nha, nói chung là camera con này ở cái mức gọi là khá và cao luôn, chứ không có phải là tầm thấp nha, tầm này gọi là tầm cao luôn. Ví dụ như như một người sử dụng như em thôi thì thấy camera con này cực kỳ ok luôn. Đấy. Cam trước cũng như là cam sau. Đấy. Cam trước thì sẽ tích hợp cho mình một cái chế độ làm đẹp luôn, sẵn luôn. Và cam sau thì rất là sáng rõ nha. Rất là sáng rõ. Pin dòng này thì được là 5.000 nữa nha mọi người nha, pin 5.000. Nó hỗ trợ cho mình 5G luôn mà mức giá chỉ có 2.750.000 thôi. Nói chung với mức giá mà chưa đến 3 triệu đồng, sở hữu một con máy là RAM 4 cộng 4, bộ nhớ 128GB là hai cái lợi thế cực kỳ cao rồi. Đấy, cái lợi thế thứ ba đó là pin được 5.000. Đấy. Gọi là cái lợi thế thứ ba rồi. Nói chung với cái ba cái lợi thế này thôi thì nó đủ ăn đứt những cái dòng sản phẩm cùng với thời điểm, cùng với tầm giá như vậy nha. Dòng này được 5G, được sử dụng hai SIM thoải mái nha mọi người nha. Camera cực đẹp luôn. Có màu đen cũng như là màu vàng cát nha. Với mức giá chỉ có 2.750.000 thôi. Bảo hành cho mọi người thêm 3 tháng nữa, tức là 6 tháng luôn, tức là cái chế độ bảo hành em nhân đôi luôn, tại vì hàng nhà bên em đó là hàng zin gần như mới. Cho nên là mình không có ngại gì về cái vấn đề bảo hành, bảo hộ nó cả. Đấy. Vô tư luôn nha mọi người nha.
Tiếp đến thì mình sẽ có được một cái lô máy mới bên cửa hàng bên em vừa về, đó là cái dòng Note 20, Samsung Note 20 Ultra. Ở đây em sẽ có hai mã màu, mã màu đen cũng như là mã màu đồng nha mọi nha. Hàng này bên em nó gần như là hàng mới luôn đấy, thực sự là phải coi nó là gần như hàng mới luôn nha mọi nha. Đợt này nó về nó không có hộp thôi, đợt trước nó về nó có hộp, đợt này về thì không có hộp nha đấy. Nó thật sự là nó như mới luôn, hàng này là như mới luôn, một cái điểm trầy xước nhỏ xíu xíu cũng không thấy nha mọi nha đấy. Hàng này về gọi là gần như mới. Ở đây em sẽ có hai mã màu, mã màu đen cũng như là mã màu đồng. Thì ở đây phía trước và phía sau thì bên em cũng đã dán sẵn những cái tấm nền BBF để chống trầy xước rồi. Và khi quý khách hàng mua thì bên em sẽ tặng kèm theo đó một bộ sạc cáp, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim nữa nha. Đôi này bên em thì nó về nó không có hộp cho nên là mức giá nó khá là rẻ hơn đợt vừa rồi. Đợt vừa rồi thì nó được lên là 8 triệu 7, 8 triệu 8, mà nó sẽ rơi vào có đợt nó rơi vào chương trình giảm giá, giảm được 10% á mọi người đấy. Đấy, giảm 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 được 3% chứ không phải 10%. Có một đợt nó sẽ có chương trình giảm được 3%, còn đợt này thì bên em mức giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có mức giá là 8 triệu 400 ngàn thôi, tức là nó sẽ rẻ hơn đợt trước lên nó là 400 ngàn, mà tình trạng máy nó vẫn như vậy, nó chỉ khác cái là nó về nó không có hộp thôi. Đợt vừa rồi nó về nó có cái hộp máy đấy, nhưng mà có hộp máy nhưng mà bên em vẫn tặng phụ kiện giống nhau cả. Phụ kiện thì sẽ gồm có là một chiếc ốp, một bộ sạc nhanh, một que lấy sim. Phụ kiện mà theo hộp máy nó sẽ có thêm tai nghe nữa nha, nhưng mà những con này thì bên em bán ra là không kèm tai nghe ha, với mức giá chỉ có 8 triệu tư thôi. Em đảm bảo với mức giá này so với cái chất lượng hàng hóa như thế này thì em đảm bảo là trên thị trường không được mấy cửa hàng bán với mức giá này đâu, em dám đảm bảo luôn. Tại vì cái hàng này bây giờ nếu mà hàng xin dẹp can như thế này thì bắt buộc rồi nó phải trên 8 triệu rưỡi chắc cú luôn, tùy vào phụ kiện người ta tặng nữa, phải trên 8 triệu rưỡi. Còn những cái mặt hàng mà dưới 8 triệu rưỡi thì em dám đảm bảo là chỉ có ở đây chỉ có một vài cửa hàng bán được cái mức giá này thôi. Đấy. Đây là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha mọi nha. Dòng này sẽ sử dụng là hai sim rồi ha. Phiên bản Android của nó mình sẽ là Android 12, mình sẽ cập nhật lên 13 luôn nha mọi người nha. Về một số thông số cơ bản như là màn hình của nó công nghệ sẽ là Dynamic AMOLED 2X nha. Độ rộng sẽ là 6.9 inch, gọi là cái độ rộng này là khá là to. Màn hình vuông, màn hình cong tràn viền nha mọi người nha. Tất tần tật tất cả các chức năng như là bút viết hoạt động là ok hết nha mọi người, bút viết này kia nọ là gọi là mượt mà hết đấy. Nhưng mà bút viết là hoạt động là ok hết nha. Pin dòng này thì sẽ được là 4.000 đấy, pin 4.000 và bản bản Mỹ nha mọi người, bản bây giờ mình sẽ là bản Mỹ. Chúng ta sẽ vào một số cái thông số cơ về kiểu như là lưu trữ cũng như là bộ nhớ của nó nha. RAM của nó thì sẽ là RAM 12GB. RAM 12 thì nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Turbo, tức là cái RAM ảo ấy, nó vẫn hỗ trợ cho mình là 8GB RAM ảo thì tương đương với nằm RAM 20GB, và bộ nhớ sẽ là 128GB nha. Có bản hàng ấy, thì nó sẽ lên được 256, nhưng mà bản Mỹ thì chỉ có 128 thôi. Đấy. Nhưng mà những con này thì cỡ này thì quá là ok rồi nha mọi người nha. Đấy, 128 thì chắc cũng lưu trữ không hết được. Camera sau của nó sẽ gồm có 3 camera và camera chính sẽ lên đó là 108 megapixel, nó zoom cho mình là 50x nha, tức là phóng đại lên gấp 50 lần khi mình sử dụng camera thì khỏi chê rồi. Nói chung là về cái cấu hình cũng như là về một số thông số như vậy thì em báo là mọi người thấy là khỏi chê rồi. Với mức giá chỉ có 8 triệu 400 ngàn thôi. Đấy. Mà đặc biệt quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước lại còn được miễn phí vận chuyển nữa nha. Đấy. Với mức giá này em đảm bảo cho mọi người là mức giá hợp lý nhất trên thị trường trong cái tầm giá tại thời điểm bây giờ nha. Màu đồng cũng như là màu đen thì bên em đều đồng giá nha mọi người nha. Tiếp đến một cái máy cuối cùng trong video ngày hôm nay thì em sẽ có được một cái Samsung Note 9 nha mọi người nha. Đây là một cái máy Samsung Note 9, hàng này em thu được của khách nha. Đấy. Cây này thì với mức giá bên em đang bán ra là 4 triệu mốt nha mọi người nha, 4 triệu mốt. Thì cách đây khoảng tầm nếu mà quý khách hàng theo dõi chương trình bên em thì biết được cây này khoảng tầm 3 ngày trước thì có khách hàng cọc cho em đó là 150 ngàn đấy, cọc cho em 150 ngàn để giữ hàng và ghé qua cửa hàng em lấy. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ là cũng 3 ngày rồi thì khách hàng không đến và em cũng liên hệ không được, vì khách này cũng không liên hệ bên Zalo cho bên em, không liên hệ bên Zalo cho khách được luôn. Cho nên ngày hôm nay em sẽ lên và em sẽ vẫn sẽ trừ cái tiền cọc đó ra cho khách đấy. Tiền cọc đó là 150 ngàn thì cây này em bán với mức giá là 4 triệu mốt thì nó sẽ còn lại là 3 triệu 950 ngàn nha. Đấy, 3 triệu 950 ngàn một cây máy duy nhất nha. Máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy xinh đẹp hết nha, máy xinh đẹp nha mọi người nha. Con này á, thì cái tình trạng của nó là nó từng thay một cái nút bấm ở đây thôi, đấy, cái nút bấm này thôi chứ không có đụng chạm gì hết nha mọi người nha, chỉ có thay nút bấm thôi.
Đấy. Máy em vẫn sẽ bảo hành cho mọi người đó là một đổi một trong vòng 3 tháng nhưng máy lỗi nhà sản xuất, tức là lỗi là sẽ đổi luôn chứ mình không có phải được thay sửa gì đâu nha mọi người nha. Hàng em sẽ bao là cho mọi người là benzin, màng zin sáng đẹp, không lưu không ám một tí ti nào luôn nha. Đấy. Samsung Note 9 nha. Tính ra là quý khách hàng mua sau thì sẽ được lợi hơn, tại vì sẽ được giảm như 150 của tiền cọc của người trước. Tại vì anh khách này em không có liên hệ được, chứ thực chất em liên hệ được cái chân nữa thì sau này nếu như khoảng tầm 1-2 ngày em liên hệ được thì em cũng sẽ trả lại cọc thôi. Đấy. Nhưng mà trước mắt thì mình cứ sẽ giảm giá trong cái tiền cọc đó đi, tại vì ở đây em sẽ giảm như 150 nha. Máy em bao cho mọi người là full chức năng, RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB nha, Samsung Note 9. Thì quý khách hàng ở xa nếu mà muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105. Thì ngoài những cái dòng máy mà bên em lên video giới thiệu hàng ngày ấy, thì bên em có thêm rất là nhiều cái dòng máy ở tại cửa hàng bên em. Thì quý khách hàng có thể là nhắn qua Zalo cũng như là có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em để có thể hỏi những dòng máy mà bên video em không có nha. Nếu như có hàng em sẽ báo với giá luôn. Còn trên cái nền tảng Zalo như Facebook thì nhiều lúc em không có online, Zalo của em nó rất là nhiều tin nhắn cũng như là có rất là nhiều cuộc gọi spam ấy, cho nên là Zalo nhiều khi là quý khách hàng gọi cho em không được. Nếu như cuộc gọi Zalo thì đa số bên em sẽ tắt máy, tại vì tin nhắn nó rất là nhiều. Quý khách hàng hãy gọi trực tiếp số điện thoại giúp em bằng cuộc gọi thường, đó là 0971172105 để gặp trực tiếp em từ 7:30 cho đến 8:30 nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.